Quy hoạch thay khối nó bài à? 450.000 Hitachi RZNS10Z, tức là 1 lít. Hello, xin chào cả nhà. Em quá ở miền Tây, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay xin phép giới thiệu một con Hitachi ha. Ngoại hình thì con này ngoài là gắt, còn ở chị là đẹp ha. Con này điện 100V, 1400W, 2016 ha. Em sẽ nói thêm con Hitachi này nó lỗi thường thường á, này bị nứt răng mấy cái mặt này lắm nè, giống như cái dạng nắp nó bị sao á. Cái con bự lít 8 nó cũng bị, con này cũng bị, nói chung là đa số ha, đa số là nó bị hết. 10 thằng là bị 7-8 thằng là chuyện bình thường ha. Hitachi nè, con này là con Bismarck luôn ha, ngoại hình thì còn tương đối đẹp. Điện 100V, 1400W, xạo áp dùm em 2kg trở lên nha. Đây 2016 nè ha. Nó còn cái mới quá mà sao nó bị hở nắp á. À, nó hở nắp cái nó không được kính nữa nè ha. Nè 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 nè, hơi xì nhẹ nè ha. Để em quay cho quý khách coi nè ha. Nè nè, cái nắp đó, nó xịt qua xịt lại nè ha. Đó. Rồi xịt gì á, ngay gì thì nó không có bay hơi nè. Thấy không, nghỉ bài hơi nè, cũng còn nữa ha. Cái nắp này nó bị hở á, nó test nấu thì ok bình thường ha, thường thường nó hay nó xì trên đây mà giờ xì bên đó ha. Cái nắp này nó không được kính nữa. Thế nó hở rồi. Con này em bán giá là 450.000 ha, bao xài tốt ha, bao zin, bao nấu cơm chín, không chín được trả, được quyền trả lại cho em ha, tại em test đầy đủ hết rồi. Giờ tới phần hướng dẫn ha. Hiện giờ em tắt nè, em tắt điện thì nó không có hình mũi tên ha, nhưng giờ là 9:01 ha, là 21:00 ha, em bật nguồn lên nè. Đó, cái nhà sản xuất yêu cầu mình nấu chỗ này ha, nên mình cứ bấm nút khởi động mà mình nấu thôi. Nó không vừa ý thì mình bấm nút này nó tắt. Còn cái chuyện mà mình nấu mình đợi hâm này kia bấm á, không cần, chỉ cần bấm nút này thôi, nó tự chính nó sẽ chuyển qua chế độ cam này, là đèn này nó hâm. Ủa, đèn là hâm em quên rồi, hình như đèn trên đây nè, đúng rồi, đèn này là đèn hâm nè ha, nó tự hâm nha, mình không cần làm nữa. Chỉ nhớ một điều, nấu cơm tắt. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào mà rành á, chỉnh gạo trắng, gạo mềm, gạo không do, gạo sushi, nấu cháo gì đó thì đủ kiểu đó. Không thích tắt, chỉnh qua cái thứ hai. Không thích tắt, chỉnh qua cái thứ ba. Nấu không thích tắt, số 4. Không thích tắt, số 5. Đó, ok ha, hoạt động bình thường, không lỗi làm gì hết nha quý khách cô chú anh chị em. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài, liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã tin tưởng ủng hộ cái kênh em trong thời gian qua ha. Dạ, em xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp quý khách vào dịp khác nha.